Hey yo, what's up anh em? Ok anh em. Ok, và trước khi vào kèo đó chúng ta đi rửa đen xương. Và mình thật là khủng khiếp khi nhìn thấy hai khứa cộng 10 anh em à. Hai cụ Icon cộng 10 Gulit và cụ nào đó quên không biết tên anh em ơi. Nói chung là nhiều con mình biết tên lắm. Ok anh em, review xíu anh em. Nick của Pháp Sư Hàng anh em à. Quá khủng khiếp anh em ơi. Thật sự quá khủng khiếp luôn. Quả Gulit gọi là có tiền không mua được anh em à. Chỉ số này quá là ghê khô gớm anh em. Chỉ số ẩn kìa, quá đẳng cấp luôn anh em ơi. Không còn đi nói, có thể là bữa mới thấy cộng 9 anh em à. Mới đập lên cộng 10 hay gì á, thanh niên. Quái ồ pháp sư anh em à. Sao có thể đập lên cộng 10 được anh em, nhân phẩm gọi là cực độ anh em à, còn cộng 10 này nữa. Điên, thật là điên rồ anh em ơi. Đội hình cộng full cộng 9 luôn. Chắc có ý định đập full cộng 10 hay gì nè. Ok, chúng ta cộng 9 thôi, nhìn có hình khiếp quá. Cái cộng 10 tỷ lệ đó là chỉ là một con số anh em ơi. Khó lắm anh em ơi. Không bao giờ mà giới tới nổi. Thật sự là quá khủng khiếp. Ok, gì đây. Tiếng chui hầm, đầu tiên chui hầm thì thôi luôn, đợi mình xuống. Lụm tiếp anh em ơi. Hy vọng hôm nay siêu phẩm nha anh em coi anh em ơi. Liệu có thành siêu phẩm hay là phế phẩm. Ok, đợi mình tiếp. Lụm nữa anh em ơi. Lửa đi nào game. Lửa đi game ơi. Lửa thiệt luôn. Hạp World Cup còn không. Còn Argentina rồi đúp. Rồi đúp. Hèn cái hèn. Ít cận. Trời ơi. Nhưng mà giỡn. Mới nước thứ 2 mà vô form anh em à. Mới nước thứ 2 rồi nha. Nhưng mà giỡn ok. 8,5 triệu. 878 triệu. Thua cho anh tỷ rưỡi nha anh em. Ok, đợi mình tiếp. Cuộc đời nếu mà mình với Argentina không bao giờ mình với được Messi anh em. Khó nhờ, không có gì với Messi rồi. Anh bảy ra hoài, anh bảy ra lượt lần. Ok, đem tiếp. Hồi đó anh mở về được anh bảy World Cup đỏ đen cái gói lỗ anh em mà ra được bảy World Cup 15 tỷ rồi, cuộc đời nó sướng. Nhét nhiêu con 110 đó anh em, nhiêu con 110 đó. Nhét vô cái tiền đỏ đen ra được anh bảy, cảm xúc vãi ồ anh em à. Không tin luôn nè, sống bữa đó không tin luôn em, la làng luôn, kháng tiếng luôn à. Nó đã, nó cảm xúc quái ò luôn đi. Ok, lỏ luôn, đợi mình xuống. Ok, mình có linh cảm là lần nãy ra lửa anh em à. Lửa đi em, có linh cảm này nha anh em. Không linh cảm thì sai, đợi mình xuống. Đâm tiếp anh em ơi, mình không có cái này mình không ra được con nào 120 nha anh em. Ước gì ra được 120, chui hầm ra được 120, được mấy tỷ cho lên cũng đỡ. Nhưng mà say no tỷ luôn, đã mình xu. Ok, what's up cho lại anh em ơi. Lượm nổ đi. Ôi, đã mình xu. Lượm nữa anh em ơi. Cứ thế đây. Cái vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại. Ok, tỷ anh em, đã mình nữa xu. Ok. Cứ thế đi bên này rồi. Nổ đi nào. Nổ đi. Lửa. 8,5 triệu hoài, đợi mình trừ. Ok, lượm tiếp em ơi. Phải lên tính bách bảo mà dần là chui hầm đi. Ừ, tỷ ba ừ cũng được anh em. Nữa em ơi. Lỡ đi. Đi sơn lỡ. Ui, khó nhỉ, đợi mình. Mình chơi đỏ đen giết mình mua mấy này với trái hàng luôn em à. Thật sự dưới trái luôn nè, bán dưới bán nào da mình hút nữa. Khó chịu vậy đó. Thật là khó chịu. Ơi hầm luôn, tốt. Tốt luôn nè, thật sự là tốt. Pháp, tê đi. Sư đeo màu pháp, trời ơi, đời nữa. Trong đầu nó suy nghĩ hầm tốt, hầm tốt thiệt anh em à. Lại pháp. Pháp lỗ nữa. Nhưng mà vẫn sư. Cứ thế được cuộc đời, thật sự là quá là đen luôn. Đợi mình nữa, sư. Cuộc đời mình toàn gia pháp lỗ anh em ơi. Pháp lỗ với Tây Ban Nha anh em à. Cứ gieo hy vọng người dập tắt không mà pháp sẽ đi mờ. Đâu pháp sẽ đi mờ đỡ, nãy là nó cho pháp ít tê nó gian khứa lỗ lỗ vậy thôi. Cuộc đời không người gì đi nói luôn. Quá là đen, đợi mình. Tính ra mở lẻ lẻ vậy mới chui hầm nhiều anh em mà. Bữa anh mở đường liền mới thấy chui hầm ít quá rồi luôn. Hầm đi xịn anh em à. Cờ cũng được gọi là ngon á nhưng mà. Ơi hầm nữa. Ai cần còn ngon. Ui đi anh em ở T Cavani chứ đâu mà.
Rồi. Nhưng mà vẫn sư cho 19 em không phải min nha. Đang nói nhảm nha Nam lại chui. Cuộc sống này chui hầm hoài ta sướng. Đợi mình tiếp. Tiếp tục nên Nam ơi, hầm đã quá em ơi. Cứ hầm như thế đi Son à. Hãy nhà lầm nữa đi, hầm nữa đi. Phải nghe tiếng lòng của mình chui nữa đi. Khó vậy ta, đã mình sư. Cứ hầm tốt thật sự là giờ giải cà pháp hết vui em à. Không vui luôn. Còn yêu hy vọng thôi. Cuộc sống quá buồn. 850 hoài rồi, buồn quá anh em ơi, đợi mà xu. Điều ra siêu ẩm cho em. Lửa đi, lửa nữa nè. Hầm mấy cần, cần con đi. Gì nữa ha. Lại Cavani, cuộc đời. Cứ Cavani thôi. Cuộc sống sao mới nay kỳ ta. Mới nay da nó còn giống giống ta. Nhưng mà vẫn xu. Quá thật sự luôn em mà, quá biệt luôn nha anh em. Đợi mình tiếp, xu. Ok anh em ơi, vãi hồ anh em ơi, mà đang quay cái nó văng nhanh đi anh em mà, văng nhanh nãy giờ hai lần anh em ạ. Quay thật sự luôn em, flash xíu anh em ơi, ok mới nạp giùm thằng em Thanh Liêm nha anh em, 5K7FV. Với lại mở bắt kia anh em mới mở luôn anh em ạ, mở rồi tự nhiên nó văng mất video luôn. Vãi cái máy lỗ nó quay văng mất video chán đời anh em ạ. Mở mới mở gói này nha anh em, văng quỷ Atletico Madrid. Quá lỗ luôn. Ok, mình nạp dùm anh em luôn nha anh em. Mình mới sắm được con hàng gọi là nạp dùm anh em được. Flat luôn xíu anh em, ok. Nạp dùm anh em không lấy phí nhiều thế nha anh em. Nếu anh em nào muốn gửi thế phí thì cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em tin tưởng mình thì... Nếu anh em tin tưởng mình thì em mới gửi mình một clip để nạp dùm em ở bắt dùm em nha anh em. Mình quay hy vọng nó không văng nữa, nó văng gì nữa, mất clip nữa. Nãy 2-3 pha anh em à. Mở gối này không quay được em coi luôn, văng mất video luôn. Ok, làm nhẹ gói này anh em ơi. Sống mà. Nãy cho chắc mình bật wifi nó có văng game anh em à. Ok, làm nhãn xương nha anh em. Vì mình uy tín ok, mình sẽ không bao giờ gọi là scam anh em đi anh em, nên đừng có lo về vấn đề đó nha. Mình luôn vì anh em hết mình, cô anh em hết mình luôn. Ok, không anh cướp. Có gì? Bao nhiêu ở tay đi. Bao nhiêu là bê rồi chứ biết có lót em ơi. Sống như thế. Với kiểu này luôn mà hát giận chứ. Ok, có là tiền đâu rồi, tôi có lo 1.7 anh em, chọn là ngon nha em, nha anh em. Sư. Ok, 1.7. Làm nhẹ gói đó nha nha anh em, mình cảm thấy gói là ngon nhất trong mấy gói kia anh em à. Cảm giác là vậy. Làm tiếp gói nữa anh em ơi, ngày bỏ được hai gói này thôi. Sống mà. Ok, anh em Thanh Liêm mới giọng nổ hũ cho anh em nha, đập được kèo rô cũng sáu lắc quay bằng hẹt này, ok, không anh cướp. Còn Grotia, Sim B Grotia, ủ khứ 120 anh em, giá đó. 120 sư cứ nhiêu tiền ta, 2 tỷ môn của em vô phơm sư ngon ngon khứa này lụm nha anh em, khứa này thấy lại vô quá đây anh em ơi. Ok, còn cam mối về nè, mà nó quay nó hơi chá nha anh em, chắc mà hình lên sáng không sao nè ơi. Cách tư còn cam mốt em ui, cam mốt làm gì trời, cam mốt chưa có 117 đâu anh em. Ừ, làm nhẹ quá 117 ha, mới có mới mà thấy lỏ anh em ơi. Sự mới mình thấy không sao sao. Ok, làm nhẹ gói này đi. Chứ mày bảy anh em lụm luôn em ơi, chui hầm hay không? Có hầm nha anh em, hầm mấy cần, còn ngon. Ý à. Ý cam, hứa nào, ai cần, cũ đâu đây. 117 Yamin không luôn mà. Ở 450 cũng được anh em, 900 FV mình giá được khứa 450 cũng ngon. Giá được cũ này cũng được gọi là đó nha anh em, cũng gọi là ngon. 200 FV à, còn có này 200 FV phá thì mềm em luôn anh em ơi. Ok hết rồi nha anh em, ok rồi mình chuyển qua kia mình đặt thẻ cho em Thanh Liêm nha. Sau đội hình cho anh em luôn cái đội hình MU của anh em nha anh em. Và mình luôn có vơi em hết mình nha anh em, tin tưởng đặt lên hàng đầu nha anh em. Hãy tin tưởng mình, một lòng một sự lòng tin của anh em sẽ khiến mình cảm thấy là vui hơn anh em mà. Ok, đợi mình chuyển qua máy mới. Ok, chuyện gì chuyển qua máy cũ quay. Ok, đợi mình xui. Ok, quay trở lại anh em ơi, tiếp tục trở lại anh em ơi. Cái máy kia mình quay không được tại vì mình chưa có tai nghe anh em, chưa có đắt chuyển đổi anh em, cho nên mua cái đắt chuyển đổi nên quay clip anh em ơi. Cuộc sống này trở lại với con đường cũ đây. Ok, anh em Thanh Liêm kèo anh bảy gọi là Cristiano Ronaldo mùa tờ tiên công 6 nha anh em, mà bắt gọi là quá ngon anh em ơi, quá ngon áp luôn. Hồi nãy mở ra mở bắt ra cửa này nha anh em, mà bắt gối 118 trăm mấy nha, 150 anh em. Ok, giá lượng cửa CM này quá lỏ luôn. Sống ra tùm min mà quay cái bị văng ra mất video chán đời luôn em, đời quá đen luôn. Ok, giờ đập anh bảy mùa này cũng sáu à, em nếu có xịt sẽ không sao nha anh em. Ok, cảm ơn em luôn. Và chúng ta lên giao án đây, giao án gọi là mồi
Để ok mình mồi xong quay lại nè em, ok mồi khứa 120 nè. Con này giờ khá ngon nha, nhìn chiến phết nè. Mở cái đường khứa này khá ok đấy. Ok đại man. Ok anh em, tiếp trở lại anh em ơi. Lụm. Ok vô kèo anh em ơi. Quá lụm mày, mồi thì thấy vô phơm rồi đó. Nè mà lên đó siêu phẩm mà clip luôn cho anh em luôn. Ok. Vậy như thế nào gây vô dứt rồi đúng không anh em? Nghe nó có phôi như nào đây. Ok, chúng ta sẽ có một dấu án ở đây. Liệu có lên hay không? Cuộc đời mình luôn đen vì điều đó. Chuẩn bị anh em nín thở pha này đập. Dứt. 1 2 3 4 5 Phun lòng phun hoạch lại đi. 6 Và đây là Đi anh em ơi, cuộc sống này không như mơ cho anh em mày. Thật sự là quá đen anh em, cuộc sống mà đập đẻ luôn cái gì đó anh em à. Bữa nay một ngày gọi là may mắn xíu anh em ra được, gọi là để có tổng kết anh em ơi. Ok, gia cửa 120 đó mình thấy ngon anh em à. Máy hay lắc, được 3 tỷ 3 nghe này, định mua rờ đúp à. Ok, cửa này 2 tỷ 1, rồi tôi có lớn 1 tỷ 7 nữa, này 1 tỷ nữa, khá vô nha anh em. 5k máy về được mớ tiền dữ lắm anh em. Ok, bye anh em nha, cảm ơn em rất nhiều, đợi mình nữa.